Vừa lòng nhanh trí lắm, ai đời lại ngồi học dưới gốc cây bao giờ cơ chứ. Eo ôi, có khi nào Tito lại muốn có những phát minh vĩ đại như nhà bác học Newton không nhỉ? Cơ mà kể ra cũng may, hồi đấy nhà bác học Newton không lựa chọn ngồi đọc sách dưới gốc mít, gốc sầu riêng hoặc là gốc cây dừa như Tito. Chứ nếu không thì thế giới đã không có nhà bác học Newton rồi. Từ đây mới khiến nhân loại tò mò rằng cái thứ quả ma thuật gì mà lại rơi đúng vào đầu nhà bác học không trượt phát nào như vậy cơ chứ nhỉ? Quả ổi, quả táo hay là quả xoài? Bụp, đáp án chính là quả táo ma thuật này đây. Cơ mà không phải quả táo của Bạch Tuyết đâu nhé. Theo giải thoại thì nhờ khoảnh khắc vàng đó, Newton trở thành nhà bác học vĩ đại của nhân loại vì đã nghĩ ra định luật hấp dẫn mà cả thế giới vẫn tin suốt 400 năm qua đấy. Nhờ một quả táo, quá đỉnh chứ. Như nhanh trí mà bị táo rơi vào đầu thì biến hóa ra ngay lọ muối hảo hảo, rồi khi đó cả cây táo tới công chuyện với nhanh trí chứ. Nghĩ thế bảo sao mình không trở thành nhà bác học được rồi. Mở đầu với một câu hỏi xương xương thế thôi mà nhanh trí đã phải mắt chữ O, mồm chữ A vì độ nhạy bén đỉnh của chóp của các bạn đấy. Còn những câu hỏi tiếp theo đây liệu có làm khó những siêu học bá của nhanh trí không? Khi Nobita trộn công thức hóa học trông sẽ như thế nào? Hiện tượng song trùng trong sách giáo khoa ra ngoài đời thật thực hư ra sao? Hay quyển sách nào là quyển sách của quỷ có thật trên đời này? Dần dần sự thật sẽ được hé lộ nếu như bạn xem hết video ngày hôm nay. Nhưng trước đó mình sẽ đưa bạn đi khám phá từ đỉnh Everest đến lòng biển sâu như một nhà thám hiểm chính hiệu đã nhé. Bạn biết mình sẽ đi thám hiểm bằng cách nào không? Hí, chui ngay vào một môn học như một thế giới thu nhỏ này đi. Đó là môn địa lý, hóa học hay mỹ thuật. Đúng như nhanh trí dự đoán, ai cũng trả lời đúng 99,99%. Và đáp án là môn địa lý. Đúng chuẩn, nhà thám hiểm số 1 cầm la bàn đi khắp muôn nơi mà chẳng cần xin visa hay hộ chiếu gì cả. Nào là vượt núi, lặn biển, khám phá các vùng đất xa xôi mà chỉ cần mở sách ra là cả thế giới thu bé lại bằng một cô gái. Ấy nhầm, bằng cả những trang giấy mới đúng. Đấy đấy, các nhà thám hiểm thấy chưa? Học địa lý thì cứ phải gọi là phiêu lưu mệt nghỉ nhé. Nhưng mà cảnh tiếp theo đây sẽ làm bạn mệt hơn vì cười không ngậm được mồm. Có ai đam mê làm họa sĩ nhưng bố mẹ bắt đi học ngữ văn rồi toán học không ta? Giống như những cao thủ học sinh sau đây này. Marilyn Monroe, phiên bản sách giáo khoa ư? Eo ơi, chắc cô ấy không muốn sống lại để nhìn thấy tác phẩm này đâu. Và đồ thị hàm số với dáng dấp hấp dẫn hơn, sáng tạo đấy. Hay thám tử lừng danh Conan và câu nói kinh điển, người chính là hung thủ. Eo ơi, ai vẽ bệnh sáng tạo nhất trong ba bức hình này? Ô, nhanh trí phải thốt lên rằng mắt thẩm mỹ của các bạn tuyết ca là vời mới nhìn ra được cái hồn trong những bức tranh đơn điệu sách giáo khoa đấy. Ai vẽ bức 1 thế? 9 điểm. Bức thứ 2, 11 điểm rưỡi nhá. Còn bức thứ 3 thì 10 điểm không có nhưng. Bức nào cũng có hồn, mà cụ thể là hồn bay phách lạc nha. Vào thời của nhanh trí đi học, ai mà chưa từng vẽ bậy vào sách thì xứng đáng được giải thưởng vở sạch chữ đẹp đấy. Còn thời đại bây giờ thì như thế nào nhỉ? Các bạn có ai dám bá đạo chế những hình ảnh trong sách giáo khoa thành một tác phẩm của riêng mình không? Nhớ comment xuống bên dưới nhé. Không chỉ học sinh Việt Nam dám như thế đâu, mấy nhỏ nhất quỷ nhí ma thứ 3 học trò bên bển Nhật Bản cũng không hề kém cạnh. Nếu ăn tiệc nhàm chán quá thì làm sao để vui nhộn bây giờ? Đây đây, bữa tiệc vui nhộn hơn hẳn đây rồi. Cơ mà một kiểu thế đã là cái đinh gì gì. Khi Nobita cộng công thức hóa học mới gọi là tác phẩm kinh khủng đây này. Bạn có thể tưởng tượng ra được nó sẽ thành như thế nào không? Mình mà là Nobita, mình phải tìm đích danh bạn nào vẽ ra tác phẩm này mới được. Hoặc nếu như Nobita mà có ngoài đời thật thì chắc chắn phải ngả mũ bái phục ông bà học sinh nào sáng tạo ra bức tranh này mất. Bài tập thì biếng mà vẽ bậy thì siêng ghê. Gòi gòi, còn cái gì mà không nghĩ ra được không hả mấy ní?
Không những thế, mấy bài tập làm văn cũng khiến thầy cô cho đến ba mẹ suýt tắc thở không kém. Bài thứ nhất, miêu tả cái cây em yêu thích thì không biết chàng hay nàng nào nổ một phát thành yêu thích cây ATM. Nghe vô lý mà cũng thuyết phục ghê nhở. Bài thứ hai, của ông Nam nào đây hả? Là fan cứng quá của Tây Du Ký cũng không tốt đâu nha Nam ơi. Tả cuộc sống hàng ngày thì mô tả lớp là cái động bàn tơ, còn cô là nữ chúa. Yêu ôi! Bài thứ ba, phụ huynh nào tên Trần Mạnh Toàn vào xác nhận đi ạ. Đã mô tả bố đánh giấm nhiều lại còn viết sai chính tả là sao? Nếu như bạn là thầy cô giáo, bạn sẽ cho bài tập làm văn nào xứng đáng điểm thấp nhất đây? Hội thanh niên nghiêm túc, học giỏi top 1 server đâu cả rồi, vào chấm điểm cái coi. Chứ nhanh trí mà là cô giáo thì chắc xin nghỉ 3 ngày vì sang chấn tâm lý quá. Chứ mấy bài văn này không biết chấm sao cho vừa. Thôi thì không chấm nổi, chuyển sang viết lời phê vậy. Hội học sinh nào mà nhây thì chuẩn bị khóc thét nếu như gặp hội thầy cô giáo này đi nhá. Dưới danh nghĩa là một học sinh thì lời phê nào khiến các bạn không thể trả lời được? Nhanh trí, chuyên gia giải mã câu hỏi xoắn đắp xoăn mà còn bó toàn thân trước những lời phê thâm thúy này của thầy cô giáo. Nói thật chứ, nhanh trí mà biết kính nào đeo vào mà học giỏi hơn thì nhanh trí đã mua lâu rồi. Còn sống thế này đến bao giờ? Thì thưa thầy cô, em không biết đáp án đâu ạ. Bây giờ bạn nào ở đây dám comment nhận mình đã bị ăn những lời phê như thế này thì mới là dũng cảm đấy. Hoặc là những bạn nào nhận được những lời phê mà kiểu khen một cách vô cùng bá đạo thì cũng khoe xuống dưới comment nhé, để nhanh trí bê lên vinh danh ấy chứ. Chuyện riêng gia đình em, cô hỏi làm chi? Bố mày không rất nhiều thuốc. Bố ta không có cái thuốc. Ôi dạ. Kèo tiếp theo, các học sinh khối 6, 7, 8 cẩn thận nhé, kẻo lại sắp thua khối tiểu học đấy. Xin mời hai bên dự đoán đây là bìa sách toán lớp mấy. Một, hai, ba, năm, em có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, em hãy đến bên anh ngay đi. À, thì có rơi mất nhịp 4, nhưng câu trả lời lại là sách toán lớp 3 mới đúng nha mấy fan. Thôi, đừng mở lòng nữa, mở sách ra học đi. Nào, bây giờ chúng ta cùng vào tiết toán lớp 3 nhá. Các bạn học sinh đang ngồi trước màn hình mà còn sách toán lớp 3 thì lôi ra để học cùng nhanh trí, xem trí nhớ của các bạn đến đâu. Cơ mà khoan, dừng khoảng chừng là 3 giây. Ôi dồi ôi, nhanh trí vừa phát hiện ra bìa quyển sách này chứa một câu chuyện dở khóc dở cười đằng sau. Chắc là đang tò mò lắm chứ gì. Thì nhanh trí cũng thế đây này. Thế nên bây giờ chúng mình cùng uống ba la xì bùa để xem liệu rằng các bạn có phát hiện ra bí ẩn gì bất ổn trong bìa sách quen thuộc này không nhé. Nhìn ngang nhìn dọc, nhìn tái nhìn hồi thì mình nảy ra hai phương án. Đáp án của phép tính sai thì phải, hay là dự đoán một vòng lặp vô tận. Còn đáp án của bạn là gì? Này này, có phải bạn đang nghĩ khung cảnh trông rất bình thường đúng không? Nhưng hãy từ từ, thử nhìn kỹ vào bìa cuốn sách toán mà cô bé áo cam đang cầm đi. Bạn đã thấy điều kỳ lạ chưa nhở? Cô bé đang cầm cuốn sách in hình của chính mình, rồi cuốn sách đó lại có in hình của chính cô bé tiếp, y hệt luôn. Tựa như có một vòng lặp vô tận, còn chúng ta thì cứ như đang xem bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó vậy. Có nhiều bạn học sinh còn bảo sách này cứ như dự đoán tương lai nữa cô. Không chỉ quyển sách toán lớp 3 cũ này mà biết đâu sách mới của bạn đang học hàng ngày lại ẩn chứa bí mật thú vị gì đó thì sao? Giờ ra kiểm tra ngay, nếu phát hiện chấn động gì thì bật mí cho 500 anh em ở đây cùng biết với nhé. Đúng là 1001 tình huống dở khóc dở cười với hội học sinh và sách giáo khoa quá mà. Tuy thế, có cười ra nước mắt bao nhiêu thì bây giờ khóc cũng không ra nổi nước mắt bấy nhiêu. Ta nói việc học là việc cả đời, nhưng mà ghét của nào trời trao của đấy cấm có sai. Tranh thủ được 10 phút giờ giải lao sau giờ toán, chạy ra trước cổng trường mua vội gói xôi ăn lót dạ. Ấy thế mà vừa thoát ra khỏi những công thức toán học như những con quái vật, vừa cho miếng xôi đầu tiên vào miệng thì ôi dồi ôi, bao nhiêu công thức toán học lại hiện lên. Đúng là ăn xôi cũng phải học toán mà. Nhưng hình như không chỉ có mỗi xôi đâu, vẫn còn một món ăn mà khi bạn cầm trên tay cũng có thể nhân tiện ôn bài luôn được đó trời. Đó là món ăn nào? Bánh mì, gà luộc hay mì sợi? Wow,
Wow wow, bất ngờ chưa mấy fan? Bánh mì cũng chính là món ăn được gói bằng giấy sách vì lý do vệ sinh và tiện lợi. Giấy giúp giữ bánh sạch sẽ, bảo vệ khỏi bụi bẩn, đồng thời giấy thấm hút dầu mỡ, giúp bánh không bị ẩm ướt hay là bị dính vào tay của bạn. Hơn nữa, giấy lại dễ phân hủy, thân thiện với môi trường hơn so với túi nhựa nữa, nên người ta hay tận dụng những tờ giấy báo cũ là như vậy. Nhưng hoang mang quá các bạn ạ, khi ăn mà gặp mấy giấy gói này thì nên ăn tiếp hay là không đây nhỉ? Trời ơi, trời ơi. Lưu ý, đừng rời đi đâu cả vì chúng ta còn một quyển sách bí ẩn của nhân loại đến nay chưa ai giải thích nổi cơ. Ngày xưa, từ thời xa xưa có một quyển sách tập đọc vô cùng là quý giá. Và ngày nay, nó chính là bầu trời ký ức của thế hệ ông bà, cha mẹ chúng ta. Nhưng mà các bạn đã bao giờ tò mò cuốn sách ngày xưa thì khác gì những quyển sách của thời nay không nhỉ? Cụ thể là quyển sách tiếng Việt ngày xưa nhìn hình dạng như thế nào nằm trong những quyển sách lẫn lộn sau đây? Yay! Cuốn sách bên trái là một đáp án. Cơ mà sai mất tiêu rồi. Đáp án bên phải mới là đúng cơ. Hơn nữa, bên trong những quyển sách cũ có những bài thơ ngắn cực kỳ hay và ý nghĩa đấy. Bữa nào rảnh rảnh, bạn nào khó ngủ quá, gọi cho Nhanh Trí để Nhanh Trí đọc cho dễ ngủ hơn nha. Sách của ngày xưa là như vậy đó. Sách của ngày nay cũng như thế này đó. Vậy sách tương lai của năm 2100 sẽ như thế nào? Ai mà tưởng tượng ra nổi thì mới đúng là đỉnh đấy nè. Ôi trời ơi, mình không thể tin nổi vào mắt mình. Những quyển sách của năm 2100 sẽ như phép màu. Chúng biết bay và kể chuyện luôn. Không cần chúng mình phải động tay đến ư? Thật là không thể tin nổi. Lúc đó mà mình còn sống thì không biết Phan Nhanh Trí sẽ gọi mình bằng gì nhỉ? Bằng ba, bằng cụ hay vẫn là chị như bây giờ? Đã đến lúc tiết lộ bí ẩn song trùng trong sách giáo khoa ra đến ngoài đời thực đây. Phát hiện vô cùng đặc biệt, bây giờ mới tiết lộ, ở một số lớp có những bạn học sinh giống y hệt những nhà văn, nhà thơ ở trong sách giáo khoa mà chúng mình học cơ. Yêu ơi, không biết những bạn này có phải là con cháu của các nhà văn nhà thơ này không? Lúc ban đầu nhìn như thế này, ai mà chẳng bảo là anh em sinh đôi, ông cháu hay họ hàng ruột thịt. Nhưng mà lại là sai, thế mới bí ẩn cơ chứ lị. Ai đời học sinh mà giống tác giả tới ngỡ ngàng, cứ như là tác giả xuyên không hay nhân bản ý. Cho đến nay, không ai có thể lý giải được tại sao người lại giống người đến như thế, trong khi họ chẳng có họ hàng gì với nhau cả. Không biết lớp bạn có anh em thất lạc ở trong sách mà giống y hệt như thế hay không nhỉ? Hiện tượng này làm mình nghĩ ngay đến song trùng. Ôi, thú vị nhưng cũng rung cả mình. Cảm xúc của bạn sẽ bị quay xe 180 độ nếu như tìm ra đâu là quyển sách bói toán hài hước trong thử thách sau đây đấy. Bèng bèng bèng, vì những món đồ vô tri quá lộ liễu nên bị mẹ phát hiện. Lần này em gái đã mua một quyển sách bói toán. Các bạn biết quyển sách này để làm gì không? Đôi khi chúng mình cần lời khuyên thì sẽ mở sách ra để khai sáng ấy mà. Nếu mẹ hỏi thì con trả lời. Nhưng mà câu trả lời là ngẫu nhiên nên có thể dở khóc dở cười, khiến bạn bị ăn dép hay ăn gậy thì Nhanh Trí không cứu được đâu đấy nhá. Tôi có phải giật quần áo không? Cười là mọi chuyện sẽ qua. Và cuối cùng là một tiết lộ cực kỳ lớn mà Nhanh Trí và các bạn đã mong chờ từ đâu đến giờ đây. Đâu là cuốn sách của quỷ? Đây chính là cuốn sách của quỷ. Nó có tên Codex Gigas. Nhưng điều gì khiến người ta khẳng định đó là cuốn sách của quỷ? Và điều gì thật sự khiến Codex Gigas trở thành một trong những cuốn sách bí ẩn nhất thế giới? Xuất hiện từ thế kỷ 13 khi con người còn thô sơ, nhưng nó lại siêu to khổng lồ, chiều cao khoảng 92cm và rộng 50cm. Một cái ôm của bạn có chắc ôm gọn quyển sách này không? Không chỉ dừng lại ở đó, vấn đề đáng sợ hơn ở chỗ cuốn sách này có một bức tranh khổng lồ của quỷ mà truyền thuyết thì kể rằng cuốn sách này được viết bởi một tu sĩ bị kết án. Để có thể tự cứu bản thân, hắn đã ký hợp đồng với quỷ các bạn ơi và tạo ra cuốn sổ ấy chỉ trong vòng một đêm. Nhiều nghiên cứu cho rằng truyền thuyết đó chả có căn cứ gì cả. Song nó vẫn là một trong những quyển sách bí ẩn nhất lịch sử sách cổ, hiện được lưu giữ tại Thư viện Quốc gia Thụy Điển đó.
Có bạn nào ở đây dám tự tin khẳng định mình dám sờ vào quyển sách đó không?